Cho nên, pháp không quên mất chẳng sanh thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng sanh thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với chẳng sanh không hai không hai phần. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với chẳng sanh không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, sắc chẳng diệt thì chẳng phải là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng diệt thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Thọ tưởng hành thức cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên sắc chẳng diệt, chẳng phải là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng diệt, chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng diệt thì chẳng phải là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên nhãn xứ chẳng diệt chẳng phải là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng diệt chẳng phải là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, sắc xứ chẳng diệt thì chẳng phải là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng diệt thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì sắc xứ cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên sắc xứ chẳng diệt, chẳng phải là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng diệt, chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, nhãn giới chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì nhãn giới cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên nhãn giới chẳng diệt chẳng phải là nhãn giới. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, nhĩ giới chẳng diệt thì chẳng phải là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì nhĩ giới cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên nhĩ giới chẳng diệt chẳng phải là nhĩ giới. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt, chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, tỷ giới chẳng diệt thì chẳng phải là tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tỷ giới cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên tỷ giới chẳng diệt chẳng phải là tỷ giới. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra.
Bạch Thế Tôn, thiệt giới chẳng diệt thì chẳng phải là thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt, thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì thiệt giới cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên thiệt giới chẳng diệt chẳng phải là thiệt giới, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, thân giới chẳng diệt thì chẳng phải là thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì thân giới cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên thân giới chẳng diệt chẳng phải là thân giới, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, ý giới chẳng diệt thì chẳng phải là ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì ý giới cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên ý giới chẳng diệt chẳng phải là ý giới, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt chẳng phải là pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, địa giới chẳng diệt thì chẳng phải là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới chẳng diệt thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì địa giới cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, thủy hỏa phong không thức giới cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên địa giới chẳng diệt chẳng phải là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới chẳng diệt chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ chẳng diệt thì chẳng phải là thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo chẳng diệt thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế khổ cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, thánh đế tập diệt đạo cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên thánh đế khổ chẳng diệt chẳng phải là thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo chẳng diệt chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vô minh chẳng diệt thì chẳng phải là vô minh, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng diệt thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì vô minh cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên vô minh chẳng diệt chẳng phải là vô minh, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng diệt chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Bạch Thế Tôn, cái không nội chẳng diệt thì chẳng phải là cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chẳng diệt thì chẳng phải là cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì cái không nội cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên cái không nội chẳng diệt chẳng phải là cái không nội, cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng diệt chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa chẳng diệt thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng diệt, thì chẳng phải là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên bố thí ba la mật đa chẳng diệt chẳng phải là bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng diệt chẳng phải là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự chẳng diệt thì chẳng phải là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng diệt thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn tịnh lự cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên bốn tịnh lự chẳng diệt chẳng phải là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng diệt chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát chẳng diệt thì chẳng phải là tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng diệt thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì sao? Vì tám giải thoát cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên tám giải thoát chẳng diệt thì chẳng phải là tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng diệt thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ chẳng diệt thì chẳng phải là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng diệt thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên bốn niệm trụ chẳng diệt chẳng phải là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng diệt chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không chẳng diệt thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng diệt thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên pháp môn giải thoát không chẳng diệt chẳng phải là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng diệt chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt chẳng diệt thì chẳng phải là năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng diệt thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Vì sao? Vì năm loại mắt cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, sáu phép thần thông cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên năm loại mắt chẳng diệt chẳng phải là năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng diệt chẳng phải là sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật chẳng diệt thì chẳng phải là mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng diệt thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì mười lực của Phật cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên mười lực của Phật chẳng diệt chẳng phải là mười lực của Phật, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng diệt chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, chân như chẳng diệt thì chẳng phải là chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chẳng diệt thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ.
Vì sao? Vì chân như cùng với chẳng diệt không hai không hai phần, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên chân như chẳng diệt, chẳng phải là chân như. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị chẳng diệt, chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị. Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột chẳng diệt thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng diệt thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với chẳng diệt không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên quả vị giác ngộ cao tột, chẳng diệt, chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng diệt, chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất chẳng diệt thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng diệt thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp không quên mất cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Tánh luôn luôn xả cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên pháp không quên mất chẳng diệt, chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng diệt, chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng diệt thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng diệt thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với chẳng diệt không hai không hai phần, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với chẳng diệt không hai không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng diệt, chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng diệt, chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, sắc bất nhị thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức bất nhị thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ bất nhị thì chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất nhị thì chẳng phải là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, sắc xứ bất nhị thì chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ bất nhị thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, nhãn giới bất nhị thì chẳng phải là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, nhĩ giới bất nhị thì chẳng phải là nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, tỷ giới bất nhị thì chẳng phải là tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, thiệt giới bất nhị thì chẳng phải là thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, thân giới bất nhị thì chẳng phải là thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, ý giới bất nhị thì chẳng phải là ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, địa giới bất nhị thì chẳng phải là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới bất nhị thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ bất nhị thì chẳng phải là thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo bất nhị thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vô minh bất nhị thì chẳng phải là vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não bất nhị thì chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Bạch Thế Tôn, cái không nổi bất nhị thì chẳng phải là cái không nổi,
cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh bất nhị, thì chẳng phải là cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa bất nhị thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa bất nhị thì chẳng phải là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự bất nhị thì chẳng phải là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất nhị thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát bất nhị thì chẳng phải là tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ bất nhị thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ bất nhị thì chẳng phải là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo bất nhị thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không bất nhị thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bất nhị thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt bất nhị thì chẳng phải là năm loại mắt, sáu phép thần thông bất nhị thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật bất nhị thì chẳng phải là mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng bất nhị thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, chân như bất nhị thì chẳng phải là chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, bất nhị thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột bất nhị thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất nhị thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất bất nhị thì chẳng phải là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả bất nhị thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni bất nhị thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa bất nhị thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, sắc nhập bất nhị, pháp số không dối, thọ tưởng hành thức nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ nhập bất nhị, pháp số không dối, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, sắc xứ nhập bất nhị, pháp số không dối, thanh hương vị xúc pháp xứ nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, nhãn giới nhập bất nhị, pháp số không dối, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, nhĩ giới nhập bất nhị, pháp số không dối, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, tỷ giới nhập bất nhị, pháp số không dối, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, thiệt giới nhập bất nhị, pháp số không dối, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, thân giới nhập bất nhị, pháp số không dối, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, ý giới nhập bất nhị, pháp số không dối, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, địa giới nhập bất nhị, pháp số không dối, thủy hỏa phong không thức giới nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ nhập bất nhị, pháp số không dối, thánh đế tập diệt đạo nhập bất nhị, pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, vô minh nhập bất nhị, pháp số không dối, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu não, nhập bất nhị, pháp số không dối.
Bạch Thế Tôn, cái không nội nhập bất nhị pháp số không dối, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh, tự tánh nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa nhập bất nhị pháp số không dối, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự nhập bất nhị pháp số không dối, bốn vô lượng bốn định vô sắc nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát nhập bất nhị pháp số không dối, tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ nhập bất nhị pháp số không dối, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không nhập bất nhị pháp số không dối, pháp môn giải thoát vô tướng vô huyện nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt nhập bất nhị pháp số không dối, sáu phép thần thông nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật nhập bất nhị pháp số không dối, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, chân như nhập bất nhị pháp số không dối, pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột nhập bất nhị pháp số không dối, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất nhập bất nhị pháp số không dối, tánh luôn luôn xả nhập bất nhị pháp số không dối. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni nhập bất nhị pháp số không dối, tất cả pháp môn Tam Ma Địa nhập bất nhị pháp số không dối. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nói là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, thì cái gì gọi là Đại Bồ Tát, cái gì gọi là bát nhã ba la mật đa, cái gì gọi là quán các pháp? Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện đáp lời Xá Lợi Tử, như tôn già đã hỏi, cái gì gọi là Đại Bồ Tát? Xá Lợi Tử, đó là loại hữu tình cầu quả vị đại giác ngộ, và cũng đã giác ngộ, nên gọi là Bồ Tát, có khả năng biết như thật tất cả pháp tướng nhưng chẳng chấp trước nên lại gọi là Đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử hỏi, thế nào là Đại Bồ Tát có khả năng biết như thật tất cả pháp tướng nhưng chẳng chấp trước? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của sắc nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của thọ tưởng hành thức nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của nhãn xứ nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của sắc xứ nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của nhãn giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của nhĩ giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của tỷ giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của thiệt giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của thân giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của ý giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của địa giới nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của thủy hỏa phong không thức giới nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của thánh đế khổ nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của thánh đế tập diệt đạo nhưng chẳng chấp trước.
Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của vô minh nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của cái không nội nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của Bố Thí Ba La Mật Đa nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của Tịnh Giới An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của bốn tịnh lự nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của tám giải thoát nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của bốn niệm trụ nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của pháp môn giải thoát không nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của năm loại mắt nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của sáu phép thần thông nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của mười lực Phật nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của chân như nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của quả vị giác ngộ cao tột nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của pháp không quên mất nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của tánh luôn luôn xả nhưng chẳng chấp trước. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát biết như thật tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni nhưng chẳng chấp trước, biết như thật tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa nhưng chẳng chấp trước. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, những gì gọi là tất cả pháp tướng? Thiện Hiện đáp, nếu do tướng trạng của các hành như vậy mà biết rõ các pháp là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, là nội, là ngoại, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là vô vi, thì những thứ này gọi là tất cả pháp tướng. Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá Lợi Tử, như tôn giả đã hỏi, cái gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Xá Lợi Tử, có trí tuệ thắng diệu vĩnh viễn, có cái để xa lìa, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử hỏi, trí này đối với pháp nào mà được vĩnh viễn xa lìa? Thiện Hiện đáp, trí này đối với tất cả phiền não kiến thú được vĩnh viễn xa lìa, trí này đối với sáu cõi bốn loài được vĩnh viễn xa lìa, trí này đối với tất cả uẩn xứ giới vân vân được vĩnh viễn xa lìa, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có trí thắng diệu vĩnh viễn, có chỗ đến, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử hỏi, trí này đối với pháp nào được vĩnh viễn đạt đến? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, trí này đối với thật tánh của sắc được vĩnh viễn đạt đến, đối với thật tánh của thọ tưởng hành thức được vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, trí này đối với thật tánh của nhãn xứ được vĩnh viễn đạt đến, đối với thật tánh của nhĩ tỷ thể thân ý xứ được vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, trí này đối với thật tánh của sắc xứ được vĩnh viễn đạt đến, đối với thật tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ được vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, trí này đối với thật tánh của nhãn giới được vĩnh viễn đạt đến, đối với thật tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của nhĩ giới được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của tỷ giới được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra được vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của thiệt giới được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của thân giới được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của ý giới được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của địa giới được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của thủy hỏa phong không thức giới được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của thánh đế khổ được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của thánh đế tập diệt đạo được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của vô minh được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của cái không nội được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của bố thí ba la mật đa được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của bốn tịnh lự được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của tám giải thoát được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của bốn niệm trụ được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của pháp môn giải thoát không được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của năm loại mắt được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của sáu phép thần thông được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của 10 lực Phật được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của chân như được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của quả vị giác ngộ cao tột được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của pháp không quên mất được vĩnh viễn đạt đến. Đối với thật tánh của tánh luôn luôn xả được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là bát nhã ba la mật đa.
Xá lợi tử, trí này đối với thật tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni được vĩnh viễn đạt đến, đối với thật tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa được vĩnh viễn đạt đến nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử, như vậy gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 71.